Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên đó quý vị có nghe rõ không ạ? À? Có Đấy, nghe không? nghe nghe mà thôi. Âm thanh được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Hòa Thượng trưởng Tông Phong cùng chư Tôn Đức trong Tông Môn Tổ Sư Thiền, và kính thưa toàn thể quý vị hành giả Tổ Sư Thiền. Hôm nay là ngày 20, nay là ngày 18 tháng 7. Chúng ta đang ở trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Tất cả mọi người con Phật đều đang tắm mình trong cái không khí Vu Lan báo ân và báo hiếu. Cho nên người ta thường hay có những cái câu hỏi những vị thiền sư, những người tu thiền thì nghe nói không có chú trọng về tình cảm mà chỉ lo một bề là tham cứu để mà làm sao được minh tâm kiến tánh. Câu nói đó cũng phải, cũng đúng chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà tất cả mọi người đều có thể là tham gia vào các cái mạng xã hội. Và mỗi lần mà khi chúng ta nói lên cái điều gì thì nó có một cái liên quan đến tất cả mọi người. Và trong đó có người ngày mới làm quen với Pháp Thiền, có những người thì đã tu lâu rồi. Thì ở đây chúng tôi thường phải quan tâm đến những vị mới làm quen với Pháp môn Tổ Sư Thiền, bởi vì nhiều vị tu thiền lâu rồi thì đôi khi không cần phải nghe giảng nữa, hoặc là có nghe giảng thì các vị cũng có thể là nghe về cái băng giảng của Hòa Thượng Duy Lực hoặc là các vị lớn ở trong tông môn. Tuy nhiên có một số các vị còn bỡ ngỡ trước cái ngưỡng cửa của thiền và không ai có thể quan tâm đi dẫn dắt, thì những người đó người ta dễ bỏ cuộc. Thứ nhất là người ta thấy thiền là một cái gì đó rất là khó tiếp cận. Cái thứ hai là họ cảm thấy nó có cái cảm thấy như nó không có phù hợp với cái căn cơ của họ, và họ thấy không có, họ thấy nó xa rời đi với cái đời sống thực tế của con người. Trong khi đó, chúng ta biết rằng thiền là một cái pháp môn nó rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta và ai cũng có thể tham thiền được hết. Nhưng mà do cách trình bày mà chúng ta không có sự tiếp cận đến mọi căn cơ, cho nên là đôi khi chúng ta xa rời quần chúng và số tu thiền mỗi ngày một ít đi. Bây giờ chúng ta không có khéo léo. Thưa quý vị, về cái tứ trọng ân ở trong Phật giáo, đó là một cái truyền thống lâu đời đối với người Phật tử với chúng ta. Ngay cả những người mà tu thiền thì chúng ta vẫn còn, nhất là cái người cư sĩ Phật tử tại gia, chúng ta vẫn còn có nhiều cái bổn phận, nhiều cái trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Và cái truyền thống uống nước nhớ nguồn là một cái truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Và những người tu thiền mà không có thấm nhuần hoặc là không có ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày thì coi như chúng ta có một phần thiếu sót. Nếu như chúng ta là một vị thiền giả lâu, thiền giả mà tu
cho đến miên mật rồi thì cái điều đó người không nói, nhưng mà chúng ta còn phải tiếp xúc với cuộc sống, chúng ta còn nhiều cái trách nhiệm đối với cuộc sống này, thì nó không thể là không nói rằng chúng ta không có cần đến cái tứ ân. Bên đạo Hòa Hảo người ta cũng có cái đạo gọi là đạo tứ ân, người ta không có những cái vấn đề sâu sắc ở trong con đường pháp hành, nhưng mà về cái đạo lý tứ ân nó cũng dễ tiếp cận nhiều thành phần trong xã hội, và cái đạo đó nó cũng rất nhiều tín đồ người ta đi theo. Nên đó là một cái khéo léo mà trong Phật giáo chúng ta có cái gì, cái từ gọi là phương tiện huệ hoặc là huệ phương tiện. Trong cái trí tuệ, trong cái trí tuệ phải có phương tiện ở trong đó thì chúng ta mới có thể dẫn dắt được nhiều người tu tập theo con đường thiền tông của chúng ta. Thì tứ ân là bốn cây ơn lớn mà mỗi người Phật tử chúng ta đều phải hiểu và phải thực hành trong cái đời sống của mình. Chứ nó trở thành một cái tâm niệm, một cái sự nhận thức, một coi như là một cái bài học về đạo đức của con người. Nếu như một con người mà không có cái tinh thần tri ân và báo ân thì người đó bị xã hội người ta chê trách, không xứng đáng là một cái người tốt, một công dân tốt ở trong xã hội. Và người đó nếu có gia đình, có con cái thì cũng không xứng đáng nhận được sự kính trọng của con cái, không nhận được sự kính trọng của những người thân và không nhận được sự kính trọng của xã hội. Cho nên cái căn bản nhất là cái tứ ân. Tứ là bốn, mà ân là còn gọi là tứ trọng ân, là bốn cái ơn nặng. Mà lần trước á thì tôi có nói về đạo hiếu ở trong nhà thiền. Đó là nói về cái ơn đầu tiên là ơn cha và nghĩa mẹ. Vì sao mà trong tứ ân cái ơn cha, cái ơn của mẹ là cái ơn quan trọng và lớn nhất? Là bởi vì chúng ta dù là ai trên cuộc đời này, chúng ta làm được những cái gì to tát đi nữa thì trước hết là chúng ta có cuộc sống này mới có tất cả. Mà có cuộc sống này thì nhờ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ sinh ra chúng ta có cái thân này thì chúng ta mới nói đến cái chuyện là tham thiền ngộ đạo, tu mới thành Phật thành Tổ. Còn nếu không có cái thân này lấy ai để mà tham thiền học đạo, lấy ai để tu thành Phật thành Tổ. Cho nên vì vậy trong văn học đạo Phật, trong văn học Phật giáo thì cái đạo tứ ân, trong tứ trọng ân đó là cái ơn cha mẹ là cái ơn đầu tiên và cái ơn trên hết. Cho nên vì vậy đối với người tu, như cái bài giảng có mùa Vu Lan năm ngoái đó, tôi nói rằng cái người mà tu thiền, ngay cả những vị xuất gia như là ngài Động Sơn Lương Giới, như ngài Hoàng Bá cũng là những người con chí hiếu. Khi mà chưa có xuất gia đó thì ở nhà quê nhà thì các vị đó là những người con rất là hiếu thảo, nhưng mà sau khi mà đi xuất gia rồi thì các ngài quyết từ bỏ tất cả những cái gì nó liên quan đến thế gian này, nó vướng bận trên con đường xuất gia, vướng bận trên con đường giải thoát và giác ngộ. Cho nên tôi nhớ có cái bài là từ thân cắt ái xuất ly, tức là cắt ái ly gia đó, là cắt bỏ đi cái sợi dây ái ràng buộc giữa chúng ta và cuộc đời, trong đó trước hết là cha và mẹ của mình. Quý vị biết rằng đối với con người
cái tình thương của cha mẹ đối với con cái rất lớn, cho nên con cái cũng thương yêu cha mẹ rất mực. Chúng ta ở ngoài đời, khi chúng ta có gia đình thì cái tình thương nó san sẻ bớt cho vợ, cho con hay cho chồng, cho con. Cho nên á, là đối với cái tình thương hay tình thương đối với cha mẹ nó có giảm đi phần nào. Nhưng mà đối với người xuất gia, người ta không có những cái nhánh nhóc về cái gia đình, không có vợ chồng con cái, cho nên á, họ tất cả những cái tình thương, tất cả những cái tình cảm và hiếu ân họ dành hết cho cha mẹ. Nên thường thường cái người xuất gia họ rất là hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà vì cái lý tưởng của họ là cái lý tưởng phải làm sao giải thoát chính mình ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp này, cho nên mới đành phải cắt ái ly gia. Người xuất gia làm người học đạo, và khi họ xuất gia làm người học đạo đó thì họ xem cha mẹ như là một cái người ơn, cho mượn cái thân này, cho mượn cái nơi để mà mình xuất thế, cho mượn cái ngôi nhà để mình lớn lên, mình trưởng thành ở trong đó. Rồi bắt đầu khi mà hiểu được đạo, bắt đầu đi trên con đường giải thoát và giác ngộ, thì coi như cái tình thân đã cắt đứt rồi, chỉ còn là cái người ơn cha mẹ mình, chỉ là cái người ơn với mình mà thôi. À, cho nên vì vậy ngày xưa đó có vị hòa thượng tên là hòa thượng Cua đó, ngài vì bỏ rời xa mẹ từ lúc nhỏ, cái câu chuyện đó chắc quý vị Phật tử ai cũng biết rồi phải không ạ? Do cái chuyện mà mẹ và dặn con ở nhà phải giả con cái, tức là con cua đồng đó, giả để nấu canh. À, nhưng mà đứa con nó mỗi lần nó mở cái rổ ra, nó thấy cua đồng nó sùi bọt mép, cái nó tưởng nó con cua đồng khóc, nó đem nó thả hết. Cái này là cũng là cái chủng tử từ bi đời trước nó lưu lại, cái thả hết. Cho nên người mẹ về tức quá, xách cái chổi ra rượt con, thế là nó chạy mất luôn, nó sợ quá nó chạy ra lạc luôn. Từ đó về sau là người mẹ không còn có con bên cạnh nữa, bà muốn tìm con không tìm mãi không ra. Cuối cùng thì khi lớn rồi đó, bà già cả rồi, bà mới cất một cái am tranh bán nước trà cho người đi đường. Thì một hôm có một vị thầy đi tới, thấy cái người bán trà, cái cụ bà bán trà dọc đường đây chính là mẹ của mình. Ngài mới chạnh lòng, trong lòng bây giờ muốn nghĩ cách làm sao phải báo đền ơn mẹ, chứ không thể nào mà để cho mẹ sống một mình khổ sở như vậy. Cho nên đó là ngài mới hỏi ý của bà xem coi bà có muốn đến chùa để công quả không. Bà thì không nhận ra đó là con của mình, bởi vì đó là một vị trụ trì lớn. Trụ trì lúc đó cũng chắc cũng là khoảng 30 40 rồi. Thì thầy này cố tình không cho mẹ mình biết, bởi vì nếu mà cho bà biết bà là mẹ của ông thầy thì nó rất khó cho cái việc mà ngài báo đáp cái ơn nghĩa. Cho nên ngài mới, khi mà nghe bà cụ nói rằng bây giờ tôi già cả, tôi cũng muốn có một cái ngôi chùa để tá túc, để mà ngày ngày niệm Phật nghe kinh, thì thầy mừng quá, thầy mới nói vậy thì nếu như bà cụ đồng ý thì tôi sẽ đem bà cụ về chùa, rồi hàng ngày bà nhổ cỏ, rồi bà niệm Phật, bà đóng chuông, và làm những cái công việc gì mà cái sức khỏe bà cho phép. À, thì bà cụ nghe như vậy cũng về ở trong cái ngôi chùa của thầy trụ trì đó, nhưng không bao giờ có một cái suy nghĩ hoặc là biết đó là, nghi ngờ đó là con của mình, không có. Thì ngày qua tháng lại bà cụ cứ công quả, đến một thời gian bà cụ già yếu rồi, hôm đó bà cũng sắp chết. Thì thầy trụ trì biết rằng mình đi có công việc phải đi xa, mà đi như vậy đó thì trong thời gian đó có lẽ là bà cũng không có thể chờ đợi được,
Cho nên dặn mọi người đệ tử ở nhà đó, nếu như mà bà cụ có mất đi thì các thầy nên nên bỏ bà cụ vào quan tài, nhưng mà đừng có đậy lại, đậy lại nhưng mà đừng có chôn, chờ tôi về rồi chôn. Thì thầy đi xong thầy trở về thì quan tài của bà cụ vẫn còn để ở bên cái trái của cái ngôi chùa đó. Thì ngài mới khấn như thế này, nói rằng chư Phật nói nếu mà có một người con mà xuất gia mà có thể làm cho cửu quyền thăng siêu thăng, thì hôm nay mẹ con đã mất, nếu như lời nói của chư Phật đúng thì hãy cho quan tài này dỡ lên và hạ xuống 3 lần. Thì quả nhiên cái quan tài được dỡ lên khỏi cái chân ghế và hạ xuống 3 lần như vậy. Thì tất cả những người trong chùa người ta biết, mới biết đây đây là mẹ của thầy trì. Thì câu chuyện đó nó ở Việt Nam chúng ta chứ không đâu hết á, nó nằm ở cái chùa quên tên cái chùa gì rồi, trước tôi ra Bắc có nghe nói mà giờ quên mất cái tên. Đó là cái câu chuyện mà một vị người con xuất gia và có hiếu thảo với cha mẹ. Thì ở đây trong kinh A Hàm cũng có nói đến cái việc mà Đức Phật dạy, tại vì có một vị tỳ kheo khi mà cha mẹ già yếu rồi không có ai chăm sóc, mà ngài thì là con một, cho nên đó là ngài bận biểu với cha mẹ mà phải xuất gia thì phải mang cha mẹ theo. Đức Phật cũng đồng ý cho mang theo. Rồi hàng ngày thì cái vị tỳ kheo đó phải đi khất thực để về nuôi cha mẹ. Thì có nhiều người ở trong tăng đoàn đó người ta mới nói ra nói vô. Thì ngài mới đem cái điều đó bạch lên Đức Thế Tôn, con làm như vậy có lỗi hay không? Tại vì cha mẹ con không phải là người xuất gia mà con đi khất thực xin của đàn na của ba tánh, thì bây giờ về nuôi cha mẹ như vậy thì có lỗi hay không? Thì Đức Phật mới khen ngợi cái việc mà vị tỳ kheo mà vì hiếu thảo đi xuất gia rồi mà mới đem theo cha mẹ bên mình, rồi hàng ngày khất thực xin gì cho cha mẹ ăn, thì đó là một cái hiếu thảo, cái gương hiếu mà một người xuất gia đã làm. Chúng ta thấy như vậy thì Đức Phật vẫn khen ngợi một người tu hành nhưng vẫn còn cưu mang cha mẹ. Tuy nhiên đó là trường hợp đặc biệt, chứ còn nếu như trường hợp mà cái vị thầy đó mà đem bà mẹ về chùa nhưng mà để cho mẹ mình biết mình là con, thì nó có nhiều cái rắc rối trong gia đình xảy trong chùa xảy ra. Là vì sao? Là vì bà mẹ thứ nhất là cứ ỷ mình là mẹ của trụ trì, cho nên làm quyền làm hành với chúng tăng, làm sao chúng tăng tu hành được. Còn chúng tăng thì cứ nể phục bà là mẹ của trụ trì, cho nên bà có làm sai gì thì chúng tăng cũng không dám nói. Cho nên vì cái chỗ đó mà khiến cho bà cái điều kiện đó khiến cho bà dễ sanh ra ngã mạn, thì có khi cái điều đó nó sẽ làm cho bà đọa lạc chứ không có tốt đẹp gì hết. Muốn cứu mẹ mình, giúp mẹ mình đưa vào chùa nhưng mà vô tình làm cho mẹ mình bị đọa lạc. Đây là một cái trường hợp mà thưa quý vị là nhiều chùa, nhiều thầy chúng ta, nhiều cô chúng ta vướng phải lắm. Ngày xưa mẹ tôi cũng muốn xuất gia nhưng mà tôi nói rằng nếu như bà có thể ở một cái ngôi chùa nào đó thì tôi có thể đem đến tôi gửi cho bà xuất gia ở đó. Nhưng mà bà muốn ở cái chùa của tôi, tức là đi theo đứa con của mình, cái tình thương của người mẹ đối với con nó như vậy đó, thì tôi không dám nhận. Thưa quý vị là tôi không dám nhận, và tôi khuyên bà nên tu tại gia cho đến khi bà mất 93 tuổi. Nếu như mà mình không nghĩ trước cái điều đó thì có thể sau này mình giúp cho mẹ mình nhưng mà vô tình làm cho mẹ mình khinh chúng tăng, ỷ quyền cậy thế rồi tạo thêm tội lỗi chứ không ít lời gì hết. Cho nên cái người
Tại gia thì cái điều kiện để mà mình báo đáp công ơn cha mẹ nó dễ hơn. Nó dễ hơn người xuất gia. Người xuất gia là phải phải cân nhắc từng ly từng tí. Nhưng mà tôi cũng về tôi khuyên gắng ông bà để rồi ông bà biết tu hành cho đến ngày ra đi cũng rất là nhẹ nhàng. Cái điều đó thì mình cũng thấy nó có một cái gì đó nó an ủi cho cái việc báo báo ân báo hiếu của mình. Thưa quý vị, là cái người tu xuất gia cũng phải có một chút bổn phận đối với cha mẹ của mình chứ không phải là không. Cho nên ở trong kinh kinh A Hàm cũng có nói, Đức Phật có hỏi một vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu như một đề vị Phật tử hay là một vị tỳ kheo mà nuôi cha mẹ hằng ngày cho cha mẹ ăn món ngon vật lạ, làm cho cha mẹ vui lòng, thuốc thang mọi thứ, cung cấp cho cha mẹ không thiếu thứ chi, hỏi như vậy là có phải là đại hiếu không? Thì các vị tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, đó là đại hiếu. Đức Phật nó chưa phải là đại hiếu. Như vậy đại hiếu là gì? Đức Phật mới trả lời: đại hiếu là phải làm sao cho cha mẹ tin Tam Bảo, phải phát tâm tu tập các pháp lành để rồi cha mẹ cũng có thể đi trên con đường giác ngộ và giải thoát. Không kiếp này thì cũng sẽ kiếp sau. Nó hướng cha mẹ về cái mục tiêu giải thoát hoặc là tin ngôi Tam Bảo thì cái điều đó mới gọi là đại hiếu. Chứ không phải là mình cung cấp thức ăn, thức uống rồi săn sóc mọi điều kiện sống thì gọi là đại hiếu, thì Phật không cho đó là đại hiếu. Đức Phật chỉ gọi đó là người con hiếu mà thôi. Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong thiền giả thì các vị thiền sư ngày xưa đó cũng rất là hiếu thảo. Mình nhớ ở Huế không? Có thiền sư. Thiền sư gì quý vị nhớ không ạ? Thiền sư Nhất Định. Đó, thiền sư Nhất Định. Thiền sư tu ở một cái am thất trên một cái ngọn đồi. Trên một cái ngọn đồi vắng vẻ. Chỗ đó hồi xưa là khu rừng ở Huế nha. Xưa là khu rừng vắng vẻ. Nhưng mà ngài cũng phải cưu mang mẹ của mình vì đâu có để cho anh không có người để chăm sóc, cho nên là ngài cũng đưa mẹ về cái tư thất, cái tịnh thất của ngài, cái am thất của ngài để mà săn sóc. Bà thì không ăn chay được mới chết chứ, rồi cứ đòi ăn cá thịt, đòi ăn cá, ngày nào á là ngài cũng phải đi ra ngoài chợ mua cá về nấu cháo hoặc là kho cho mẹ ăn. Một ngày thì ăn chay nhưng mà vẫn phải mua cá, cá người ta làm sẵn rồi đó, mua con cá về rồi làm thịt làm cho mẹ ăn hàng ngày. Nhưng mà tiếng lành nó đồn xa, cho đến sau này mà vua Tự Đức hay được biết được cái chuyện câu chuyện đó là bởi vì ban đầu cái tiếng người ta xì xào, người ta nói rằng một vị sư mà cứ ra chợ mua cá, thì vua Tự Đức rất là bức xúc, bức xúc cái chuyện đó. Vậy ngày xưa ở ngoài Huế đó là Phật giáo như là quốc giáo, các vị tăng can, quý vị nghe tăng can chưa? Tăng can là những vị sư mà có cái đức hạnh cao đó thì mời vào trong cung để và làm thầy dạy cho vua và cung phi mỹ nữ với là các quan ở trong triều đình gọi là tăng can. Đó, thì vua rất là trọng những người tu sĩ. Nhưng mà vị tu sĩ này sao có cái hạnh kỳ quá, cho nên là vua muốn bắt bắt tội cái vị sư này, nhưng cũng phải để cho người ta theo dõi để coi xem coi như thế nào, bởi vì vua rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà bắt tội người khác. Nhưng mà khi đến tinh thất rồi đó, khi đến chỗ đó mới thấy rằng ngài làm đó là vì nuôi mẹ chứ không phải là vì ngài ăn cái thịt cá đó, ngài chỉ làm để nuôi mẹ thôi. Đó, thì vua mới rất là kính trọng. Về sau này đó thì khi mà mẹ của ngài
mất đi, vua mới mời vào cung để cũng tấn phong lên làm tăng can, và cái chùa xây cho cái vị sư đó, thiền sư đó, một cái ngôi chùa tên là chùa gì quý Phật tử mình biết không ạ? À? Chùa Từ Hiếu. Từ Hiếu là cái chùa mà bây giờ hòa thượng Nhất Hạnh năm trước về tịch ở đó, đó. Chùa Từ Hiếu, chùa nó nằm ở một cái ngọn đồi thoai thoải và có một cái hồ rất là yên tĩnh, rất đẹp, cảnh rất đẹp. Đó là câu chuyện của một vị thiền sư nuôi mẹ đó, thưa quý vị. Nó có nhiều cái câu chuyện mà chúng ta kể lại, chúng ta rất là cảm động trước cái tình cảm của một người tu mà cũng phải cưu mang cha mẹ của mình. Nhưng mà đối với một người mà muốn tu giải thoát đó, như tôi nói hồi nãy đó, là chỉ là đền ơn đáp nghĩa, cái người ơn đã cho mình mượn cái hình hài này để mình tu tập thôi. Còn nếu mà cho rằng đó là cha, là mẹ với một cái tình thân ràng buộc thì khó có thể giải thoát được. Như vậy thì các vị hành giả cư sĩ, các vị muốn tu giải thoát nhưng mà quý vị vẫn còn hiếu thuận với cha mẹ thì quý vị có được giải thoát không? Thì cũng như tôi đã nói vừa rồi đó, cái nhân duyên ở cuộc đời này mỗi người đều có một cái nhân duyên giữa vợ giữa chồng, giữa con cái và cha mẹ, tình thân, tất cả những cái đó nó gọi là cái nhân và duyên. Nhưng mà nhân duyên ở đây đó nó thuộc về huyễn hóa, không có thật, huyễn hóa không có thật. Cho nên chúng ta sống ở cái vị trí nào thì chúng ta làm bổn phận trong cái vị trí đó. Chúng ta là người Phật tử tại gia thì chúng ta làm bổn phận của người Phật tử tại gia. Nhưng mà nếu người Phật tử tại gia mà cha mẹ mà có chết, mình làm hết cái bổn phận của mình đi, nhưng cha mẹ mình có chết, mình khóc lóc, mình đau khổ quằn quại, thì như vậy có phải là thiền giả không ạ? Thưa không phải nha, không phải đâu. Mình làm cứ hết cái bổn phận của mình, hết cái trách nhiệm của mình đối với một vị ân nhân lớn nhất của mình, của đời mình đó, mình làm cho xong đi, làm sao để cho các vị nó biết tu thì càng quý nữa nha. Biết tu thì càng quý, biết tu thì mình làm tròn cái bổn phận của mình đó. Rồi xong, cha mẹ có ra đi thì đó là cái quy luật của đất trời, cái quy luật của con người, không ai tránh khỏi được hết, ngay bản thân mình cũng không tránh khỏi được, nói chi là cha mẹ mình. À, cho nên khi mà hiểu được như vậy thì chúng ta cứ cha mẹ mất thì mình cứ tham thiền, rồi khuyên những người chung quanh tham thiền, mời các thầy và các hành giả đến cùng tham thiền trợ giúp cho hương linh, thì điều đó mới là hiếu đấy. Vừa rồi cô Diệu Quả, hồi xưa cô cũng tu ở trong thiền đường Liễu Quán, sau này cô có cái cốc ở bên ngoài, cô tu rất là tinh tấn, rất tinh tấn, có đứa con cũng ở để săn sóc cô, tại vì cô sau này cô cũng già yếu gần 80 rồi, hết 80 mấy rồi chứ, cũng như là tám mấy 87 rồi, mà cô tinh tấn lắm, cô cứ nói là nói đến cái chết thì cô nói là thôi mình cứ tu, chừng nào nó chết thì chết, mình cứ tham thiền, đừng có quên con thoại đầu, đừng có mất nghi tình là được rồi đó. Nhưng mà hôm đó, sáng hôm sau đó, sáng hôm hình như rằm thì phải, sáng cô cũng ăn cháo, nấu miếng cháo ăn, ăn xong rồi cô mới ngày rằm, cô mới 14 ngày rằm gì đó, cô mới kêu đứa con nó đi ra ngoài chợ Tân Hòa đó, hồi bài đó, mới mua ít bông trái về cúng Phật nay ngày rằm.
Cái người con trai đi ra ngoài mua xong rồi vô thấy cô nằm trên trên giường cô đi rồi. Mà cô đi gương mặt cô rất là tươi tỉnh, rất tươi tỉnh. Cái điều đó mình thấy là không phải ai cũng có được cái cách ra đi nhẹ nhàng như vậy đâu, rất là nhẹ. Mà sao nói không 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 nếu mà biết trước thì không từ giả, nhưng mà tôi nghĩ là đâu cần cái từ giả gì đâu, cái chuyện nó đến là nó sẽ đến thôi. Có một vị thiền sư trước khi tịch, đệ tử đem bút viết lại, nói thầy có lời nào để dặn chúng con, tại vì thiền sư đó dặn đệ tử là ngày đó lát đó sẽ ra đi. Đệ tử đem bút viết lại, viết lại đó. Sinh cũng như vậy, tử cũng như vậy, thì viết kệ để làm gì? Nói xong ngày quăng luôn cái gì, cái bút cái giấy đó rồi ngày tịch. Tất cả đều là chỉ là vậy thôi, trước giờ trước nó cũng vậy, sau này nó cũng vậy, và bây giờ ra đi thì nó cũng vậy thôi, nó không có cái gì thay đổi, chỉ có cái thân này thay đổi một chút thôi. Thân này từ nay về sau thì không có nhìn thấy nữa, chứ còn cái tự tánh này đâu có thay đổi đâu. Cho nên người tu tôi tin vào cái tự tánh thì không có hốt hoảng trước khi ra đi. Thì trước khi mình thấy rằng mình biết trước khi mình ra đi đó, thì mình cứ mình bám chắc vào câu thoại đầu mình tham, thì cứ như vậy thôi. Còn cái chuyện cái thân xác này thì nó hợp nó tan, đó là cái chuyện của nó, vốn từ vô thủy đến bây giờ nó đã như vậy rồi. Đó là cái ơn thứ nhất, đó là cái ơn đối với cha mẹ. Thì người người tham thiền thì cũng phải có cái ơn đó, nhưng mà cái ơn báo ơn bằng cách là mình cứ nhẹ nhàng như vậy chứ không có gì khác nữa. Cái ơn thứ hai là ơn ơn Tam Bảo và Thầy Tổ. Chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta biết được cái giá trị của cuộc sống này theo cái nền tảng giáo lý của Đức Phật. Đó là nhờ cái ơn Tam Bảo. Ơn Tam Bảo là ơn Phật, ơn Pháp, ơn Tăng. Đức Phật của chúng ta là một cái vị ân nhân rất lớn, thưa quý vị, lớn lắm. Mà mình muôn đời muôn kiếp cũng không thể nào đền đáp hết cái ơn của Đức Phật được. Chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta đang đi ở trong một cái bóng tối mênh mông. Chúng ta không biết đường nào để chúng ta đi. Nếu có một người nào đã đưa tay mà cho chúng ta nắm để chúng ta bước theo, mặc dù chúng ta chưa biết mình sẽ đi về đâu, nhưng chúng ta cũng rất mừng và rất biết ơn, bởi vì chúng ta có được một bàn tay để chúng ta nương náu. Huống chi Đức Phật của chúng ta đã mở ra cái màn đêm tăm tối đó để cho chúng ta có một cái ánh sáng để chúng ta đi, thì cái ơn đó biết lớn chừng nào, thưa quý vị, biết lớn chừng nào. Cho nên cái ơn của Đức Phật, nếu như mà chúng ta thấy được cái vô minh nó lớn lao và làm cho chúng ta đau khổ nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái biển khổ sanh tử này, rồi chúng ta mới thấy được cái ơn lớn của Đức Phật. Còn nếu như chúng ta vẫn sống nhỡn nhơ ở ngoài đời, chúng ta không có cái ưu tư gì về cuộc đời này, cứ ưu tư về cái con đường sống chết này, ngày mai chết mình không biết mình sẽ đi về đâu, mình không biết từ đâu đến thế giới này, đến để làm cái gì trong khoảng một thời gian có mấy mươi năm, khoảng 700 năm. Nếu mà chúng ta không có những câu hỏi như vậy và không có những cái câu trả lời mà từ giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta cũng không thấy được cái ơn của Đức Phật cỡ nào đâu. Chỉ khi mà chúng ta thấy được cái giá trị của con đường giải thoát và giác ngộ, thì chúng ta mới biết cái ơn của Đức Phật lớn biết chừng nào, lớn biết chừng nào. Đức Phật của chúng ta, nếu mà nói theo lịch sử,
thì ngài là một vị vương tử, mà bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi tu và thành Phật, để rồi sau đó ngài dẫn dắt chúng ta từ ngàn xưa cho đến bây giờ, giáo lý của Đức Phật vẫn còn nguyên cái giá trị đó, thì chúng ta mới thấy được cái lớn, cái ơn đức của Đức Phật. Còn nếu như nhìn từ vô lượng kiếp, Đức Phật đã từng trải qua trong vô lượng kiếp để rồi ngài tu hành thành đạo. Chúng ta ngày nay tu mà bây giờ có người thành đạo, đắc đạo đi nữa, mặc dù là trải qua trong không biết bao nhiêu là thử thách trong gai mới được thành đạo, nhưng điều đó không khó bằng Đức Phật của chúng ta, là cái người mở ra con đường đó, một cái cánh rừng mênh mông, một cái người mà vạch đường chỉ lối để chúng ta đi, thì đây là một cái điều rất khó vô cùng. Tại sao chúng ta thường hay đặt tên những cái công trình được khám phá, lấy cái tên của người khám phá ra đó chúng ta đặt tên, là bởi vì người đó là cái người đã khai sáng, cái người đầu tiên khai sáng, là cái một người đã từ trong bóng tối mà đi ra, trải qua nhiều cái chông gai thử thách. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Còn người sau tu chứng đạo thì đã có con đường sẵn rồi, đã có cái cách tu sẵn rồi, mà do mình không quyết chí cho nên mình không đạt được mà thôi. Nó dễ trăm bề hơn là thời Đức Phật. Pháp của Đức Phật cũng vậy. Pháp của Đức Phật như là thuyền bè để đưa chúng ta qua sông. Tuy nhiên người biết ơn Pháp không phải là đội Pháp lên đầu, ôm Pháp vào lòng để mà trở thành chướng ngại cho mình. Ở trong Trung Bộ Kinh có phẩm thứ 26 thì phải, có nói đến cái chuyện mà các người phải đi qua sông đó, từ bên bờ bên đây là sông đầy nguy hiểm, cho nên muốn qua bên kia sông lấy bao nhiêu cây cối này nọ kết lại thành bè rồi phải vượt sông qua bên tới bên kia. Khi mà qua tới sông, bến sông bên kia rồi thì cái người này mới nhớ ơn cái chiếc bè và đội cái chiếc bè lên trên đầu mà đi. Đó, thì Đức Phật mới nói rằng người mà hành xử với chiếc bè như vậy thì không thích đáng với cái công lao của chiếc bè, với cái ơn của chiếc bè, là bởi vì cái ơn của chiếc bè là chỉ đưa mình qua sông. Sau khi mình qua sông rồi thì mình truyền chiếc bè lại cho người khác để người ta đi, thì đó mới là hành xử đúng với cái trả ơn cho chiếc bè. Còn mình mang chiếc bè đội lên đầu mình đi thì cái điều đó là cái cách hành xử không thích đáng, không thích đáng với cái ơn của chiếc bè. Cho nên mình biết tu thì mình chia sẻ với người khác cùng tu, chứ không phải là mình chấp pháp nha, không phải là mình chấp pháp. Cho nên bây giờ có nhiều Phật tử tu thiền thời gian hay ai nói cái gì khác cái là chúng ta cự cãi rồi. Hay chúng ta nghe Hòa Thượng Duy Lực giảng như vậy đó, nhưng mà bây giờ ai mà hãy nói khác hơn chút xíu là chúng ta cảm thấy khó chịu. Hay ngày xưa tôi ở trước đây tôi có ra ngoài ngoài Nam Định, Ý Yên, tôi có xây cái ngôi chùa trên đó, ngoài đó. Kể cho vui thì trong lúc đó thì tôi có làm cái lễ quy y cho các Phật tử, những người Phật tử ở quê mà họ biết quy y, mà họ hiểu được một chút xíu về quy y là quý rồi. Xin lỗi. Nói đến Tam Bảo mà họ hiểu được Tam Bảo là đã quý rồi. Thưa quý vị Phật tử ngoài đó họ họ mê tín và cái hiểu của họ rất là thấp, rất là tội nghiệp lắm. Nhưng mà sau khi tôi giảng xong thì tôi mới nói với họ là thôi quý vị về mỗi sáng lên niệm Phật, tối lên niệm Phật, lúc nào rảnh là cũng nên niệm Phật. Niệm Phật thứ nhất là để cái lúc nào trong tâm mình cũng có Phật, và sau này thì khi mình quá vãng thì có sẽ Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Thế là có một thầy hôm đó, có một thầy cũng đi theo tôi, đi theo để rồi tôi cũng mời ngồi kế bên để mà phụ với tôi cái lễ quy y. Xong vị đó mới về,
nói lại với các Phật tử ở ngoài Hà Nội. Lúc đó là tôi thường ra Hà Nội, nói quý Phật tử ơi, thầy Huệ Minh không có tu thiền đâu, thầy Huệ Minh tu tịnh độ, cho nên khuyên các Phật tử tu tịnh độ tu niệm Phật. Và có một số các Phật tử ở Hà Nội thôi bỏ không ấy về đó nữa. Tôi thì cái tôi không có màng đến chuyện đó, ai có duyên thì đến, không có duyên thì thôi, tôi không có màng. Nhưng mà tôi thấy cái kiểu mà nói như vậy có nghĩa là cái người không hiểu nhiều về thiền, hay là nói cách khác là chấp pháp. Chúng ta ôm chấp cái chiếc bè, đội nó trên đầu, vác nó trên vai để mà đi. Chúng ta để lại sợ người khác lấy đi. À, cái đó là cái hành xử gọi là không thích đáng với chiếc bè. Như vậy thì cái điều đó có phải là tri ân pháp không? Không phải. Còn tri ân tăng là cái chuyện khác nữa. À, có một cái thiền sư đó, nghe, thiền sư đó ở một cái chùa nho nhỏ, có hai thầy trò thôi. Mà ông tiểu này thì ông còn nhỏ quá, khờ dại quá. Thì trước đó có con mèo nó cũng tới, nó ở để nó ăn cơm thừa của ông thầy. Thì ông thấy vậy, ông cũng để nó, mỗi lần thì ông ngồi thiền thì nó hay bắt những con gián con này nọ nó ăn, nó làm động tâm, cho nên đó thiền sư mới lấy mấy cột con mèo vào trong cái đầu giường. À, một thời gian thì thiền sư tịch và con mèo thì dần dần nó cũng đi mất hay là nó chết vậy đó. Nhưng mà lúc này cái ông đệ tử đó bắt đầu ông lớn lên và ông muốn thực hành đúng theo những cái gì mà thầy mình dạy hồi xưa. Thế là ông ra ngoài chợ ông mua con mèo để ông về, mỗi lần mà ông ngồi thiền thì ông bắt con mèo ông cột vô cái trụ giường á. Bắt cột vô cái trụ giường á. Để ông làm như vậy có nghĩa là ông làm theo đúng cái cách của thầy mình. Thầy mình tu là làm sao thì giờ mình làm vậy. Nhưng thật ra làm nhưng mà anh không hiểu, làm thì thấy có vẻ như đúng theo cách của thầy nhưng mà không hiểu được cái ý của thầy mình. Thầy mình là tại vì con mèo ở đâu nó tới á, nhưng mà nó làm phiền ổng là cho nên ổng mới bắt nó cột xuống giường. Bây giờ không có con mèo và cái ông đệ tử này ông chạy ra chợ ông mua con mèo vô ông cột. Như vậy là chấp pháp, chấp coi gọi là chấp về cái đường đi của thầy mình. Như vậy là không phải là báo ơn thầy tổ đâu, đó là đi sai đường, đi sai đường. Bây giờ có nhiều vị chấp chặt cái hình thức, chấp chặt cái cách mà ngày xưa Đức Phật đã làm, bây giờ mình làm giống theo vậy. Chúng ta không hiểu rằng hồi xưa Đức Phật đi đầu trần chân đất là vì cái thời đó cái người dân bình dân đó họ cũng đi đầu trần chân đất. Đức Phật là hàng vương giả thì đi ra phải có hài, có giày, có giày. Nhưng mà bây giờ ngài xuất gia rồi thì ngài cũng muốn cái giai cấp vương giả đó ngài cởi bỏ nó xuống bằng cách là ngài sống người bình dân, người ta sống sao thì ngài sống vậy. Nhưng bây giờ cái người bình dân người ta mang giày mang dép, ta đi để người ta tránh đạp dẫm đạp những cái chất dơ, dẫm đạp và nhiều khi ve chai sắt đinh. Hồi xưa không có sắt đinh còn bây giờ thì nó nhiều lắm, mình lỡ mình dẫm lên rồi cái chân mình nó bị phong đồng gánh là làm sao mình tu. Ngày xưa Đức Phật đi bộ là người dân thường người ta đi bộ, còn hàng vương giả thì mới đi xe tứ mã, rồi đi xe ngựa, hoặc là xin lỗi, đi xe ở bên Ấn Độ thì chỉ có xe bò thôi, thì đi xe bò. Còn nếu như mình đã tu hành rồi mình leo mà để cho con bò nó kéo mình thì như vậy cũng tội cho con bò. Và mình sống như vậy là cách xa với quần chúng. Cho nên vì vậy mà cái hạnh của Đức Phật được quần chúng người ta hoan nghênh, được quần chúng người ta kính trọng. Chính vì đó mà Đức Phật dễ hoằng pháp lợi sanh hơn. Bây giờ nếu mà Đức Phật làm theo cái cách 2.600 năm trước thì thưa quý vị, nó có gần gũi với cái xã hội này không? Thưa không đâu. Nếu mà Đức Phật thị hiện trong cuộc đời này
ngay thì vào trong cái xã hội này thì Ngài cũng sẽ sử dụng những cái phương tiện như bao nhiêu người bình dân khác sử dụng. Nếu mà đi đây và ra Hà Nội hoặc là đi ra nước ngoài mà để mà hoằng pháp thì Đức Phật cũng phải mua vé máy bay mà đi, mặc dù Đức Phật có cái thần thông đó, nhưng mà không bao giờ chúng ta thấy Đức Phật sử dụng thần thông, trừ những trường hợp rất đặc biệt. À, còn ngoài ra thì Đức Phật vẫn làm như bất cứ một cái người dân bình thường nào khác. Đức Phật không có đặt mình trong một cái địa vị vương giả, nhưng cũng không xa rời cái đời sống dân giả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Còn bây giờ chúng ta chấp pháp, chúng ta chấp tăng, chấp tướng tăng, chấp nhiều thứ lắm. Thưa quý vị, chấp nhiều thứ. Nhưng mà đôi khi quần chúng ta hiếu kỳ, ta ngưỡng mộ mình, thì cái điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đều mà làm như vậy hết đó, thì coi chừng lúc đó cái hình ảnh chư tăng nó trở nên nhếch nhác, nó không còn là một cái gì đó nó thánh thiện, nó cao đẹp nữa đâu, thưa quý vị. Đó là chưa nói đến cái tính tổ chức. Khi mà tăng đoàn đông đảo rồi nó phải có tổ chức, mà nếu mà sống tự do thì không thể nào có tổ chức được. Không tổ chức thì không ai chịu trách nhiệm cái hành vi của ai hết. Ai muốn làm sao làm tốt cũng làm cũng được, mà làm không tốt cũng được. Mang tiếng thì mang tiếng chung, nhưng mà không ai chịu trách nhiệm. Đây là chúng ta nói về cái ơn Tam Bảo. Cái ơn Tam Bảo chúng ta hành xử phải cho đúng. Trong Đạo Phật hồi nãy chúng tôi có nói đó, phương tiện huệ, huệ phương tiện, cái trí tuệ để chúng ta sử dụng phương tiện. Ví dụ như chúng ta ở trong nhà chùa chúng ta tu, thì chúng ta phải biết mình phải sử dụng những cái phương tiện đó như thế nào. Sử dụng như thế nào đây? Bây giờ vị trụ trì làm chủ của một ngôi chùa, thì khi mà cầm cái đồng tiền thì để mà xây dựng cái ngôi chùa là trước hết là cái ngôi Phật điện phải cho thật trang nghiêm, làm bằng hết cái trái tim, làm bằng hết cái khả năng của mình để mà thờ Phật, để mà tôn kính, cái thể hiện cái lòng tôn kính Phật, và để cho tất cả những người khác Phật tử người ta vào trong điện Phật quy nghi, thì người ta mới khởi lên cái lòng tôn kính Phật. Vô trong điện Phật mình nhìn điện Phật không có trang nghiêm, đồ đạc để linh tinh hết, Phật cũng không có tướng hảo, và không có một cái gì đó nó tôn lên cái hình ảnh trang nghiêm của Đức Phật, thì liệu mọi người người ta có tôn kính Đức Phật hay không? Tôi thì tôi vô trong chùa mà tôi thấy cái tượng Phật mà không được đẹp, để một cái chỗ nào mà nó không có trang nghiêm, thì tự nhiên cái lòng tôn kính của mình nó cũng giảm bớt đi, thưa thật quý vị, thưa thật. Cho nên đối với cái người trụ trì đó là phải cái chỗ thờ Phật là phải thật là trang nghiêm, còn cái chỗ ở của mình thì thôi đơn giản bớt, đơn giản bớt. Tam thường bất túc, ăn mặc ở là phải cho đơn giản, bởi vì cái đó là cái của đàn na tính thí, không phải là của mình. Nếu như mình đi làm thuê làm mướn mà tiền ở đó tiền của mình đó, thì mình muốn xài sao cũng được. Còn cái đó là của đàn na tính thí, người ta cúng vào trong đó để mình làm những cái điều gì mà nó có lợi ích nhất cho cuộc đời, làm lợi ích như Phật pháp thì mình mới làm. Còn mình ở sang, có nhiều cái chùa tôi vô tôi thấy phòng của trụ trì sang như là cái khách sạn, thì tôi rất là dị ứng, và tới đó một lần thôi, tôi không tới lần thứ hai nữa. Cái điều đó để nói rằng đó là khi gọi là cái huệ phương tiện đó, cái người mà sử dụng cái phương tiện phải có trí tuệ. Người ta gọi cái tài sản ở trong nhà chùa là thánh, là tứ thánh tài. Thánh là của bậc thánh, hay là sử dụng đó để tu hành cho đến lên bậc thánh, chứ không phải là tu đem về sử dụng đó để cho mình trở thành một người gọi là trưởng giả, là không đúng rồi. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Cho nên thưa quý vị, là có nhiều mới vừa rồi họ cúng cho tôi cái y hồng,
tôi đã cúng lại cho người khác, tôi không xài. Lúc trước cũng có người cúng cho tôi gỗ y hồng hiệp trưởng, tôi nói thôi xưa nay tôi không có xài cái này, tôi không có biết xài, tôi đắp lên người tôi thấy nó hơi kỳ kỳ, nói như vậy thôi. Chứ mình tu mình cần gì những cái đó, những cái hào nhoáng đó để làm cái gì? Ba y bình bát thế là đủ rồi. Nên bây giờ thì mình là theo Bắc Tông thì mình mặc cho nó thích hợp một chút, là để mình còn lao động, còn còn làm việc thì mặc cho nó có những cái bộ đồ ngắn để mình dễ làm việc vậy thôi, chứ đâu có cần cái đồ nó sang trọng nó đẹp đâu. À, thưa quý vị, thì cái ơn thứ nói theo cái ơn Tam Bảo và Thầy Tổ nữa, xin lỗi còn có 7 phút phải không ạ? Thì nói về cái cúng Thầy Tổ của chúng ta hàng năm, và thường là ở trong chùa cứ cho rằng đó là cái cách báo ơn Thầy Tổ, cho nên nó nhiều khi mình cúng cho thật là lớn. Cúng lớn là có cái thể hiện cái sự tôn kính, thì cái điều đó tôi cũng công nhận. Nhưng mà không phải chỉ có việc cúng kiến rùm beng như vậy thì mới gọi là mình biết ơn thầy đâu. Thầy mình không cần mình phải cúng như vậy đâu. Mà cái cần của thầy mình nó là muốn cho đệ tử tu hành, cho ra cái người tu, để mình làm mô phạm, mình dẫn dắt những người khác tu hành nữa. Chứ không phải là cúng thầy cho lớn rồi làm những cái việc mà lễ lạc rùm beng. Cái điều đó, thưa quý vị, nó chỉ nói lên một cái góc nhìn nào đó thôi. Cái quan trọng nhất là phải tu để cho chứng đạo, thì cái đó mới thật sự là báo ơn thầy tổ. Giống như ngày thần tán vậy đó, ngày thần tán ngày thầy mình cho đi học thiền, học một thời gian cái rồi quay trở về hầu thầy tổ mình, thầy mới hỏi chứ ông đi được được cái gì, ông trở về ông được cái gì? Nó có không được gì hết. Thầy cũng nghĩ thôi không được gì thì thôi làm công việc hàng ngày. Thì một hôm là ông đệ tử mà làm tắm rửa cho thầy, lau lưng cho thầy, thì cũng dỗ dỗ vô lưng thầy, ông nói Phật ở đây, cái điện ở đây mà Phật, Phật không có thiên, không có thiên không có phóng quang. Thế thì ông thầy ông nghe đệ tử nói những cái câu nói nghe nó có gì nó lạ lạ. Một hôm nữa thì ông mới cũng đang thầy thì đang ngồi viết lách ở trên bàn, thì ông mới thấy có một cái con, thầy đang đọc kinh đọc sách chứ, thì ông thấy có một có con ong nó bay, mà hồi xưa đó cái cửa sông cửa người ta dán bằng cái giấy, giấy hồi xưa nó mỏng mỏng, nó có con ong nó cứ nó bay, nó chui chui vào trong đó, nó tìm cái đường ra mà nó không có cái lối ra, vì cái giấy trong trong á, bên kia đốt cái đèn sáng sáng, anh tưởng đâu là cái đường đi ra, nó chui hoài ra không được. Thì ông thì ngày thần tán mà thì ngày mới nói một cái câu kệ, nói một cái câu kệ là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Có nghĩa là cửa không thì chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, giấy cũ trăm năm vùi, trăm năm dùi, ngày nào mới dùi được thủng, dùi cho nó thủng cái giấy đó. Cái thầy bổn sư thầy nghe lạ quá, thầy mới để cái cuốn sách xuống. Thầy sẽ để cuốn sách xuống rồi thầy mới hỏi: ngươi đây hành khước gặp người nào mà trước đây ta chưa từng nghe những cái lời mà dị thường như vậy, những cái lời khác thường như vậy? Mới bạch sư phụ, con nhờ ơn hòa thượng Bát Trưởng chỉ dạy cho con cái chỗ thôi dứt, nay muốn đáp lại cái ơn đức từ bi nên con có những cái lời lẽ như vậy, kính mong thầy quan hỷ cho con.
thì ông đeo ông thầy ông biết đệ tử mình ngộ rồi, một người ngộ rồi mới được, mới nói ra những cái câu nói như vậy. Mà cái người ngộ khi hỏi người ta hỏi có ngộ chưa thì đâu có nói ngộ nghĩa gì, đâu có chỗ để mà ngộ. Nhưng mà chính vì là không được cái chỗ mà không có chỗ ngộ đó thì người ta gọi là, thì ông thầy cũng biết đệ tử mình ngộ rồi mới mời lên trên pháp tòa, đến lên pháp tòa để mà giải pháp. Và từ đó trở về sau thì ngày thì thiền sư này mới thành tán, ngài mới bắt đầu giảng pháp. Và chính vì thầy của mình sau này cũng ngộ do ngài thành tán. Quý vị thấy không, vị đệ tử ngộ trước trở về độ cho ông thầy cũng được ngộ. Đó là đền ơn Tam Bảo và thầy tổ một cách xứng đáng nhất. Thôi hôm nay chỉ nói được tới đó thì nó cũng hết giờ rồi. Thôi thì hai ơn thì cũng đủ rồi, chứ đừng nói bốn ơn. Mà chúng ta, nếu như chúng ta mà tri ân tứ trọng ân này mà chúng ta trả chỉ tròn một ơn thôi thì chúng ta có thể tròn được bốn ơn thôi quý vị. Là bởi vì khi một người đã ngộ đạo rồi thì tất cả những bổn phận họ đã làm xong, trong đó có bốn ơn trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính chúc Hòa Thượng Trưởng Thông Phong được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúc cho tất cả chư tôn đức và các huynh đệ tăng ni đồng tham luôn luôn được an lành cùng các vị hành giả. Chúng ta tinh chuyên tu tập để mau được kiến tánh thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.